Xin mến chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm một video để giới thiệu đến các bạn một loại mạch phân tần. Đấy. Mạch phân tần của loa hội trường bát 30, 40, 50. Đấy. Bát 30, 40, 50 là có thể dùng được đến phân tần này nhá. Phân tần này rất là khủng. Cầm thì các bác cầm thì cái bộ phân tần này thì thích tay, rất là nặng. Đấy, phân tần này là 3 đường tiếng, một bát, một chung, một chép. Đấy. Do nhu cầu của anh em đã hỏi mình rất nhiều. Đấy, thế nên là mình nhập một loại này về để phục vụ bà con, anh em. Đấy. Bán bát, bán chung, bán tép rồi lại không có phân tần. Đấy. Nên mình đã nhập đủ các loại phân tần về để phục vụ tất cả bà con, cô bác. Đấy. Đây là phân tần PA 3T. Đấy. Phân tần này là 3 đường tiếng, một bát, một chung, một tép. Đấy, bát 30 thì thường thường các bác phải dùng con nào công suất là nó lớn một tí thì hãng dùng phân tần này. Đấy. Công suất nhỏ dùng con phân tần này nó phí. Đấy. Con phân tần này chuyên dùng cho 40, 50. Đấy, đánh loa sân khấu, hội trường. Đấy, bác nào mà nắp gia đình, nắp 40, 30 mà cần đến phân tần một bát, một chung, một tép này thì cũng có thể đều nắp được. Đấy. Đây nè, đây là cấu hình Pro Poway. Đấy. Đây là PAPT. Đấy, đây là tên của phân tần này nhá, PAPT. Chữ của nó là nước ngoài audio này này. Profit on này. Audio. Đấy. Các bác nhìn cái bộ phân tần này nhìn có khủng không? Đấy, rất nhiều các con tụ con ở trong. Đấy. Phân tần này nhìn rất là đẹp. Chất âm rất là tuyệt vời. Đấy. Đây là mình dễ giới thiệu từ đường vào và đường bát và tép à chung rồi tép nhá. Đấy, đây là đường in này. Đường in nó sẽ ở đây. Đấy. Đây. Đấy. Cộng trừ, âm dương, đường in. Đấy. Còn nó sẽ ký hiệu chữ V kép. Đấy. V kép là đường bát. Đấy, các bạn xỏ dây vào đây. Xỏ dây dương là dây đỏ. Đấy. Âm dây đen, trắng, xanh, ok. Đấy. Đây là đường bát. Còn đây là đường tép. Đấy. Đường tép người ta cũng ký hiệu cộng trừ. Đấy, đây là mặt sau. Đấy, mặt sau có cả tem. Tem CNH. Đấy. Còn đường mic, nó sẽ cạnh ở đường in nhá. Đấy. Chữ M là mic là chung nhá. Đấy, cộng trừ. Đấy, phân tần này rất là đẹp và khủng. Con này mà lọc tiếng thì quá đẳng cấp. Lọc tiếng rất là sạch. Chất âm trong. Em soi kỹ các bác, cho bác nhìn. Đồng nó rất là đẹp. Đấy. Người ta làm rất là kỹ. Đấy. Phân tần một bát, một chung, một tép này rất là khó mua. Đấy. Thì hôm nay mình làm mẫu này để cho các anh em phục vụ bà con. Anh em thường thường gia đình thì các bác nhu cầu lắp thêm chung để nời thêm. Đấy. Đây các bác nhìn kỹ đi. Các con tụ con này. R2, D2, D1, D3, D4. Đấy. Rất là ok. Đây là vỏ ngoài của cái bộ phân tần này. PA2T, PA3T, PA25T. Loại phân tần này là PA3T. Cấu hình nhìn đẳng cấp. Đấy. Mẫu phân tần này mình sẽ không báo giá trong video vì nó cũng có thể nó lên xuống. Đấy.
soi kỹ cho các bác xem mẫu này. Hàng quá đẹp. Nhìn nó biết là con này lọc tiếng quá chuẩn. Đấy. Anh em nào có nhu cầu giáp loa hội trường, sân khấu và gia đình, nắp bát 30, 40, 50 công suất lớn thì dùng đến phân tần một bát, một chung, một tép này thì liên hệ Tùng Nguyên Audio theo số điện thoại là 0972 068141 để Tùng tư vấn trực tiếp đến các bạn. Đấy, các bạn có nhu cầu thì đặt hàng với Tùng Nguyễn nhé. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ Tùng Nguyễn. Xin chào tất cả các bạn. Đấy.